U20 Việt Nam, bản lĩnh được tôi luyện trên lửa. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết U20 châu Á, tuyển U20 Việt Nam có hai chiến thắng liên tiếp và thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang mạnh mẽ hướng đến trận chung kết mang tính sống còn với U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B lúc 17 giờ ngày 7 tháng 3. U20 Việt Nam vượt qua áp lực. Lần đầu tiên trong lịch sử 64 năm của vòng chung kết U20 châu Á, tiền thân là U19 châu Á, phóng viên, có một đội bóng Việt Nam khởi đầu bằng hai chiến thắng liên tiếp. Càng đáng ghi nhận hơn, U20 Việt Nam đã chứng tỏ được bản lĩnh và sự tiến bộ vượt bậc để đạt được thành tích kể trên. Đặc biệt, cách các chàng trai trẻ vượt qua U20 Qatar và không bị ức chế trước việc cầm còi kỳ lạ của trọng tài người Uzbekistan thật đáng khen. Ngay từ hiệp 1, trọng tài thường xuyên bỏ qua hoặc nương tay với những pha đánh nguội của cầu thủ U20 Qatar. Trọng tài càng tắc trách hơn khi cho đội bạn hưởng quả phạt đền sau tình huống cầu thủ đội này chủ động ngã rất đẹp dẫn đến bàn gỡ 1-1 vào cuối trận. Đối diện với tất cả áp lực đó, các học trò trẻ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho thấy sự tỉnh táo đáng kinh ngạc. Một cầu thủ chia sẻ, khác với trận gặp U20 Úc, trước U20 Qatar chúng tôi phải chơi bóng trong hoàn cảnh áp lực lớn hơn nhiều. Không chỉ các pha vào bóng tiểu xảo được trọng tài ngó lơ, các cầu thủ U20 Qatar trên sân cũng thường xuyên có những lời khiêu khích rất nặng. Đã được ban huấn luyện căn dặn trước nên anh em trong đội đều bảo nhau mặc kệ họ làm gì, mình cố gắng tập trung chơi bóng tối đa, không để bị cuốn vào bẫy tâm lý của họ. Chính nhờ đà tâm lý đó, nên sau bàn gỡ của đối thủ, U20 Việt Nam không bị suy sụp mà vẫn mạnh mẽ dâng cao để có bàn ấn định chiến thắng 2-1 một cách xứng đáng. Nghệ thuật tâm lý của ông Tuấn. Trước khi bước vào vòng chung kết U20 châu Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nói rõ với cả đội sẽ tịch thu điện thoại. Chỉ trả lại vào ngày 8 tháng 3, thời điểm đá xong trận cuối vòng bảng với U20 Iran. Kinh nghiệm với lứa Quang Hải, Tiến Linh, Tấn Tài, Văn Hậu hồi 7 năm trước chỉ ra rằng nói không với điện thoại sẽ giúp U20 Việt Nam giữ được sự tập trung cần thiết, tránh phân tâm bởi những chỉ trích hoặc tung hô quá mức. Tuy nhiên, sau trận thắng U20 Qatar, ông Tuấn còn bất ngờ trả điện thoại cho cả đội. Đó là tưởng thưởng xứng đáng nhất, ghi nhận sự trưởng thành của các chàng trai trẻ đã thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và ý chí tuyệt vời sau hai trận. Ở lượt cuối, nếu U20 Úc đang nắm lợi thế lớn khi chỉ phải gặp U20 Qatar đã thua hai trận, thì U20 Việt Nam và U20 Iran sẽ phải lao vào cuộc chiến tay đôi mang tính sống còn. Chúng ta có chút lợi thế khi chỉ cần hòa sẽ đi tiếp với tư cách đầu bảng B, nhưng ngược lại, một thất bại sẽ có thể đóng sập giấc mơ vào tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong hoàn cảnh này, việc được bật đèn xanh, chia sẻ, liên lạc với người thân và gia đình là liều doping khích lệ tinh thần rất hiệu quả cho các chiến binh trẻ. Ban huấn luyện đã có những phân tích rất kỹ về ưu và nhược điểm của U20 Iran khi mổ băng và phổ biến cho U20 Việt Nam trong sáng ngày 5 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.